Có một số bạn thì thắc mắc như sau là anh ơi, tại sao mà em vẽ một cái đối tượng vào trong Corel mà em tô màu thì lại không thấy màu xuất hiện? Thì hôm nay tôi làm một cái video rất là ngắn để giải thích cho các bạn về cái lý do tại sao mà các bạn vẽ ra một cái đối tượng mà lại không, sau khi tô màu thì lại không thấy màu xuất hiện ở đó. Ở đây chúng ta có hai cái đối tượng ở trên màn hình như thế này, và bây giờ tôi sẽ chọn lần lượt từng đối tượng một và tôi tiến hành tô màu. Trước hết là tôi chọn đối tượng này, bấm tô màu này đó. Thì các bạn nhìn thấy ở dưới thanh trạng thái thì nó đã thông báo rằng là có tô màu đỏ, nhưng chúng ta không nhìn thấy màu đỏ trên đối tượng này. Cũng tương tự như vậy, nếu như các bạn chọn cái đối tượng này và các bạn tô màu thì các bạn cũng sẽ thấy rằng là nó thông báo có màu, nhưng chúng ta cũng không nhìn thấy màu xuất hiện ở trên bề mặt đối tượng. Thế thì sẽ có hai cái lý do để mà một đối tượng tô màu nhưng lại không thấy xuất hiện màu. Lý do thứ nhất là đối tượng của các bạn đang bị hở. Thì Corel nó cho phép tô màu nhưng nó chỉ hiển thị màu trên một đối tượng đã hoàn toàn khép kín. Do đó, nếu như đối tượng của bạn mà vẫn còn hở thì các bạn vẫn chỉ nhìn thấy là thông báo có màu nhưng không nhìn thấy màu xuất hiện trên bề mặt. Đấy là lý do thứ nhất. Thế thì để khắc phục cái chuyện này, các bạn sẽ làm rất là đơn giản như sau nhé. Các bạn chỉ việc là bấm vào một cái đối tượng và các bạn hãy nhìn xuống cái gần cuối của cái thanh property. Thì ở đây thì các bạn sẽ nhìn thấy là có một cái biểu tượng nó gọi là close curve, tức là khép kín một cái đối tượng. Thì các bạn chỉ việc đơn giản là nếu như bấm vào một cái đối tượng mà không có màu mà các bạn nhìn thấy cái biểu tượng này xuất hiện thì các bạn chỉ việc là bấm vào đây để nó tự động tìm điểm đầu và điểm cuối của đối tượng, nó tự động nó nối kín lại cho các bạn là xong. Và khi cái đối tượng này nó đã nối kín thì đây, biểu tượng nó sẽ trông như thế này. Và ngay lập tức các bạn sẽ nhìn thấy cái đối tượng của chúng ta là xuất hiện cái tình trạng là có màu trên bề mặt. Rồi, đến trường hợp thứ hai. Trường hợp thứ hai thì không phải là do cái đối tượng của chúng ta là bị hở, mà thực tế là chúng ta đang vẽ nhầm cái đối tượng vào một khu vực không phải là dành cho khu vực vẽ. Thì cái này thì nó rất là dễ nhận ra thôi. Thông thường các bạn khi mà vẽ một đối tượng ấy thì thường là gì? Nó sẽ như thế này. Mới vẽ ra thì trông nó sẽ như thế này, có nghĩa là nó có đường viền màu đen này và chưa tô màu. Đấy là mặc định của Corel. Và sau khi vẽ xong thì các bạn sẽ thấy một hình có đường viền màu đen và các bạn muốn tô màu thì các bạn lúc này mới tô và nó sẽ xuất hiện màu. Tuy nhiên các bạn để ý kỹ một tí là cái đối tượng này của chúng ta nó có cái màu là đường viền màu xanh. Đấy, và đường viền màu xanh này thì 10 phần thì tôi chắc đến 9 rưỡi là vẽ sai cái tầng thứ của nó. Thế thì Corel nó quản lý đối tượng bằng cách như sau. Các bạn vào trong Windows này, các bạn tìm tới Docker này và các bạn tìm tới phần Object. Nó sẽ mở ra và thông báo cho các bạn biết là các cái đối tượng này của chúng ta nó nằm ở đâu. Ví dụ đây này, ở layer 1 này nhá, layer 1 này thì các bạn nhìn thấy là cái đối tượng mà chúng ta vừa vẽ đây. Chọn này. Khi các bạn chọn thì nó cũng thông báo đây, và nếu như các bạn tô màu thì nó cũng sẽ xuất hiện tình trạng như vậy ở trong đó, ở trong cái layer tương ứng. Tuy nhiên là các bạn đã thấy là cái trường hợp cái đối tượng màu xanh này thì thực tế ra các bạn nhìn vào đây là các bạn nhìn thấy có màu rồi. Tuy nhiên là các bạn đang vẽ sai vì một lý do gì đó không biết, các bạn chọn nhầm vào cái tầng chứa gai, là tức là những cái đường gióng mà các bạn sẽ kéo từ thước ra ấy. Đó. Thì cái đường cái tầng này nó chỉ có nhiệm vụ là chứa những cái đường gai để mà các bạn kéo từ thước ra như thế này thôi, và nó không chứa những cái đối tượng mà có bề mặt, tức là nó chỉ chứa những cái đường thôi. Và chứa đường thì rõ ràng là không thể nào mà hiển thị những cái gì thuộc về bề mặt, tức là đã có màu tô. Do đó, nếu như các bạn vẽ sai thì các bạn sẽ không nhìn thấy màu của bề mặt mà chỉ nhìn thấy đường viền xanh xanh. Và như thế thì chúng ta làm một thao tác rất đơn giản như sau. Bấm chọn vào đối tượng này và các bạn kéo trực tiếp,
kéo thả nó lên trên layer 1 này là xong. Kéo lên hoặc là các bạn Ctrl X cắt rồi các bạn dán vào layer 1 thì ngay lập tức là nó sẽ xuất hiện màu. Thế thì đây là cái video rất là ngắn và giúp cho các bạn hiểu lý do là tại sao các bạn vẽ ra tô màu mà lại không nhìn thấy màu tô ở trên cái đối tượng Corel của mình và cách khắc phục như thế nào. Hy vọng rằng là cái video này đã giải đáp các thắc mắc và các bạn gặp phải.